chào mọi người. Theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 6 tháng 12 năm 2021 về việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào nói gì trước trận gặp Việt Nam ở AFF Cup 2020. Trước trận gặp đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào Senvarai cho biết ông đã tìm hiểu và phân tích rất kỹ đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu ra quân. Trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào ở bảng B tại AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tối 6 tháng 12 trên sân vận động Bishan. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào Senvarai đã đem đến giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á rất nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U23. Song, huấn luyện viên Senvarai lại không tỏ ra quá lo ngại khi phải đối đầu với đối thủ được đánh giá mạnh hơn như đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào Senvarai là cựu tuyển thủ của Singapore. Ông mới được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Lào cách đây 2 tháng. Sau gần 3 năm làm trợ lý cho một huấn luyện viên người Singapore khác là Sanram Modi trong lần trở về Singapore dưới tư cách huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào. Ông Senvarai không giấu được niềm hạnh phúc khi dẫn dắt một đội bóng tham dự AFF Cup 2020 tổ chức trên chính quê hương của mình. Đây một cơ hội lớn đối với tôi và tôi thực sự hạnh phúc khi được trở về nhà. Rất nhiều người ở đây đã giúp đỡ tôi trong sự nghiệp bóng đá của mình. Và việc được ngồi cạnh rất nhiều huấn luyện viên hàng đầu Đông Nam Á trong buổi họp báo khiến tôi cảm thấy rất có động lực. Ông Senvarai bày tỏ trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào cho biết ông đã tìm hiểu và phân tích rất kỹ đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu ra quân. Huấn luyện viên Senvarai chia sẻ các cầu thủ đội tuyển Lào đều mong muốn được thi đấu với một đội bóng lớn như Việt Nam. Điều đó làm cho chúng tôi thật sự cảm thấy hồi hộp. Chúng tôi biết đoàn quân của ông Park mạnh thế nào và cả đội đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của từng người ở trận này. Tất cả những gì chúng tôi biết là toàn đội sẽ phải nỗ lực hết mình, đồng thời chiến đấu với tinh thần cao nhất vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người. Các cầu thủ vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu tới. Chúng tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất, toàn đội đang hết sức tập trung và giữ sự kỷ luật. Là một huấn luyện viên, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể, bao gồm cả việc thu thập phân tích dữ liệu về đội tuyển Việt Nam. Đó sẽ là trận đấu khó khăn khi Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu, họ cũng đang thi đấu ở vòng loại cuối World Cup. Theo huấn luyện viên Senvarai, đội tuyển Việt Nam thi đấu ở đẳng cấp cao nhưng ông đang cố gắng giải thích cho học trò của mình về kế hoạch cho trận đấu tới. Các cầu thủ cần hướng về phía trước với tinh thần thoải mái. Đây cũng là cơ hội khi được cọ sát với những đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Sự cổ vũ của người hâm mộ rất quan trọng với chúng tôi. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm của các bạn, huấn luyện viên Senvarai nói. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.